15 năm hình thành phát triển, khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam, khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam được chính phủ thành lập, đã hình thành nên một diện mạo mới, là một mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết của khu vực miền Trung. Khu kinh tế mở Chu Lai đã trở thành một trong 8 khu kinh tế trọng điểm quốc gia, hội tụ đầy đủ những tiềm năng, trở thành khu vực đầu tư mang tính cạnh tranh toàn cầu, cơ hội cho sự phát triển bền vững, đang từng bước khẳng định vị thế là vùng kinh tế động lực của khu vực miền Trung và cả nước. Là khu kinh tế duy nhất của khu vực miền Trung Việt Nam mang tầm quốc tế. Chu Lai là địa danh nổi tiếng với các chiến công trong các cuộc chiến tranh vệ quốc của Việt Nam, là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Sau ngày giải phóng, trong vô vàn khó khăn của vùng đất bạc màu lại bị hậu quả nặng nề của chiến tranh, nhân dân và chính quyền địa phương nơi đây đã không ngừng tăng gia sản xuất, nỗ lực gây dựng, phục hồi kinh tế, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Năm 1997, sau khi tách tỉnh, Quảng Nam là một tỉnh nghèo của cả nước, cơ sở hạ tầng lạc hậu. Lúc đó, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã ấp ủ hoài bão, biến vùng đất hoang sơ đầy cát và gió biển, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế, chính là động lực để xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai. Từ đức tính dám nghĩ, dám làm của người Quảng Nam, cùng với các lợi thế về điều kiện tự nhiên, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đưa ra một quyết sách chiến lược làm thay đổi toàn bộ diện mạo của vùng đất đầy tiềm năng nhưng đang ngủ quên này, góp phần tạo đòn bẩy cho sự phát triển của cả một vùng duyên hải miền Trung, vốn là một vùng phát triển chậm so với cả nước. Khu kinh tế mở Chu Lai được thành lập theo quyết định số 108 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, dựa trên những yếu tố mang tính lợi thế của tỉnh Quảng Nam. Do có vị trí địa lý chính trị đặc biệt, nằm ở trung độ của Việt Nam và trung tâm của ASEAN, được kết nối với các khu vực trong nước và quốc tế nhờ sự đa dạng về các loại hình giao thông vận tải, bằng đường hàng không qua sân bay Chu Lai, trong tương lai sẽ phục vụ các tuyến bay quốc tế vận tải hành khách, hàng hóa trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Đường biển qua hệ thống Kỳ Hà - Chu Lai là cảng nước sâu, kín gió, đủ điều kiện đón tàu đến 20.000 tấn và đang được đầu tư để đón tàu đến 50.000 tấn với hạ tầng logistics đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển đi các địa phương trong nước và quốc tế. Có đường sắt xuyên Việt đi qua với ga Tam Kỳ, đường quốc lộ 1, đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đường ven biển Đà Nẵng, Hội An, Chu Lai, Dung Quất, hành lang Đông Tây 2 kết nối sang Lào, Thái Lan, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14B, 14D, 14E, tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh. Tỉnh đang gấp rút hoàn thiện và đưa vào sử dụng dự án nút giao thông vòng xuyến 2 tầng giữa quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam với đường trục chính từ cảng Chu Lai đến cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tăng cường và phát triển giao thông trên quốc lộ 1A với khu kinh tế mở Chu Lai. Khu kinh tế mở Chu Lai được thành lập với mục tiêu thí điểm áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt, môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đây là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô lớn đầu tiên ở ven biển Việt Nam. Chúng tôi cố gắng tạo ra cái vùng đất thật lành để các nhà đầu tư có thể an tâm đầu tư lâu dài ở đây, thậm chí sống ở đây. Và không chỉ đối với các nhà đầu tư mà kể cả gia đình, con cái của họ, cũng như những người có năng lực, có tình yêu đối với cái sự phát triển của Quảng Nam. Khu kinh tế mở Chu Lai có diện tích khoảng 27.040 ha. Điểm đặc biệt là không tập trung tại một vị trí mà trải dài trên 3 huyện thị. Trước tháng 9 năm 2017, có ranh giới nằm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Sau đó được mở rộng ra huyện Thăng Bình trên diện tích không thay đổi. Với các phân khu chức năng gồm khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu cảng và logistics, khu du lịch, trung tâm đào tạo, nghiên cứu và khu đô thị. Về kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, hiện khu kinh tế có 8 khu công nghiệp đã được cấp phép, trong đó 5 khu công nghiệp đã hoạt động gồm khu công nghiệp Bắc Chu Lai, khu công nghiệp Hậu Cần Cảng Tam Hiệp, khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải, khu công nghiệp Cảng và Hậu Cần Cảng Chu Lai Trường Hải và khu công nghiệp Tam Thăng.
3 khu công nghiệp đang trong quá trình lập thủ tục bồi thường và giải phóng mặt bằng, gồm khu công nghiệp Tam Thăng 2, khu công nghiệp Tam Anh Hàn Quốc, khu công nghiệp Tam Anh 1, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2019. Nhìn chung, các khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, cơ bản đã lấp đầy trên 60%. Đặc biệt, năm 2017 được xem là năm bội thu của khu kinh tế mở Chu Lai. Ban quản lý khu kinh tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư và ký thỏa thuận đầu tư chiến lược hơn 15 trên 16 tỷ đô la Mỹ toàn tỉnh tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, cấp phép 27 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 2 tỷ đô la Mỹ, vượt 667% so với kế hoạch đề ra đầu năm 300 triệu đô la Mỹ, tăng 20 lần so với kết quả thu hút đầu tư năm 2016. Là năm mà thu hút đầu tư cao nhất cả về số lượng dự án lẫn vốn đăng ký từ khi thành lập. Tổng thu ngân sách trên địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai đến quý 3 năm 2018 là 12.192 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Đến nay, khu kinh tế mở Chu Lai đã giải quyết việc làm cho hơn 25.000 lao động. Với sự đóng góp to lớn đó trong phát triển kinh tế của khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam từ một tỉnh nghèo những năm đầu tái lập, đến nay đã tự chủ về ngân sách và là một trong số ít địa phương trên cả nước có điều tiết ngân sách về trung ương. Để định hướng phát triển toàn diện kinh tế xã hội Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành kết luận số 25 KLTU ngày 27 tháng 4 năm 2016 và thông báo số 296 TBTU ngày 9 tháng 4 năm 2018. Về nội dung định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam. Trong đó, giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tập trung kêu gọi đầu tư 6 nhóm dự án trọng điểm. Nhóm dự án khu đô thị, du lịch Nam Hội An, nhóm dự án công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, nhóm dự án công nghiệp dệt may và hỗ trợ ngành dệt may gắn với phát triển đô thị Tam Kỳ, nhóm dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ gắn với sân bay Chu Lai, nhóm dự án khí năng lượng và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí, nhóm dự án chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, công nghiệp ô tô và hỗ trợ ngành ô tô là lĩnh vực chủ đạo, mang tính động lực, lan tỏa không chỉ của tỉnh Quảng Nam mà cho cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải đã trở thành trung tâm lớn nhất cho ngành cơ khí ô tô của cả nước. Nhóm các dự án công nghiệp dệt may và hỗ trợ ngành công nghiệp dệt may được quy hoạch với quy mô 3.000 đến 4.000 hectare mở rộng về phía Bắc, gắn liền với định hướng phát triển khu đô thị mới. Hiện nay, đang phát triển tại khu công nghiệp Tam Thăng giai đoạn 1 và 2 có diện tích khoảng 300 hectare, là dự án quan trọng góp phần giải quyết số lượng lớn lao động tại địa phương. 출라이 공단이나 시드코 공단도 열심히 일을 하고 있고 열심히 저희들이 투자를 하는데 불만스러운 것보다는 외자 기업들이나 어느 기업체도 마찬가지, 베트남 기업체도 한국 기업체도 마찬가지지만 그 살고 계신 분들은 다들 친절하고 그리고 열심히 일을 하려고 하는데 저희가 만드는 어떤 제품들은 nhóm dự án khu đô thị du lịch Nam Hội An được quy hoạch đến năm 2030 với diện tích khoảng 4.000 hectare, tạo ra những điểm du lịch toàn cầu với điểm nhấn là các khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, là một trong những dự án thành phần có tính trọng tâm, là cơ hội để tạo đột phá, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Trong đó, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Nam Hội An với tổng số vốn đầu tư 4 tỷ đô la Mỹ đã được triển khai xây dựng từ năm 2016 và mới đây, dự án khu vui chơi giải trí cao cấp Vinpearl Nam Hội An cũng đã được đưa vào khai thác. Những dự án này đã tạo động lực lan tỏa cho toàn khu vực phía đông của tỉnh. We got support from the Quanam PC, support from the Kia, July to open economic zone, supported from the police, from the fire department. So I find that the opportunity, investment opportunity in this area is very favorable to the foreign investor since we've got so much support from the government departments. Những nhóm dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ gắn liền với sân bay Chu Lai, nhóm dự án khí điện và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí cũng đang được đẩy mạnh thu hút đầu tư để phục vụ cho nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa và là cơ sở để tỉnh Quảng Nam từng bước đưa nguồn năng lượng sạch và sản xuất công nghiệp
tăng thu cho nguồn ngân sách và giải quyết thêm việc làm cho lao động địa phương. Cùng với đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai với chức năng đặc thù đã được tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư tại Khu Kinh tế Mở Chu Lai. Các dự án đầu tư tại Khu Kinh tế Mở Chu Lai được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai, mặt bằng, các loại thuế, chính sách tài chính, tín dụng, chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ của tỉnh về chuẩn bị mặt bằng sạch, đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ đào tạo lao động, xây dựng chung cư cho công nhân, quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp. Các dự án trong khu công nghiệp được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc đến ranh giới dự án. Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam. Và khu kinh tế mở này là thu hút các ngành nghề rất là hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn tới đây. Chúng ta tiến lên công nghệ 4.0. Xuyên suốt trong quá trình thu hút đầu tư, những đổi mới của cải cách hành chính cùng với sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam là yếu tố mang đến thành công trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai chủ trương tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu để tạo ra sự đa dạng hóa về sản phẩm và sự cân bằng cho các ngành nghề trong quá trình thu hút đầu tư. Khu Kinh tế Mở Chu Lai ra đời rất đúng lúc và nhiều doanh nghiệp hoạt động trên cái Khu Kinh tế Mở Chu Lai đều thành công. Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cùng với những chiến lược phù hợp của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai với điều kiện thực tế trong từng thời kỳ phát triển, chủ động trong tư duy với tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự đồng thuận của người dân, sự tin tưởng, hợp tác của nhà đầu tư chính là yếu tố quyết định mang đến thành công của Khu Kinh tế Mở Chu Lai trở thành vùng kinh tế trọng điểm, là đòn bẩy tạo động lực cho cả giải đất miền Trung cất cánh đi lên cùng đất nước.